Hello cô chú ơi, bây giờ cô chú thấy hiện tại đang cái gì không? Cái này gọi là mưa tuyết á cô chú. Nhưng mà nó cái dạng của nó là mưa đó, nên là nó xuống rớt xuống đường cái là nó tan liền chứ nó không có dính. Cô chú coi cái đầu con chay nó dính nè, tuyết nè. Chay xài xè tay ra, giơ tay ra. Giơ tay ra cho tuyết nó dính. Ăn à, lê lưỡi ra đây ăn à. Wow, cái mưa tuyết này. Cái mưa tuyết này mà ở trong cái căn nhà mà hồi bữa mà cái cảnh đẹp, cái view đẹp mà Ngọc nói là cái bố cục ở bên trong nó không được hoàn hảo á. Trời ơi, cái này cái cảnh đó mà nhìn ra cái này là thôi rồi lượm ơi luôn á. Wow. Thôi đi. Đó, thấy không? Cô chú thấy hay không? Bởi vì nhiều loại tuyết lắm. Có tuyết, tại vì biết sao không? Hôm nay thời tiết nó cũng không có quá lạnh đó, nên là nó cũng không có đông xuống đường. Mà nếu mà ngày mai này mà thời tiết cực kỳ lạnh á, là những cái ướt này nè nó sẽ thành băng. Mà nó thành băng là ở ngoài đường rất là dễ bị tai nạn giao thông, là do là chạy cái cà trơn đó. Bởi vậy chạy trời tuyết nó nguy hiểm lắm. Cà trơn rồi cái mình thắng không kịp, rồi cái mình thằng hoặc là thắng lẹ quá cũng chết, mà thắng không kịp cũng khổ. Khó lắm. Ủa sao không đi ở ngoài mà đi cứ lâu vô mấy cái chỗ đó để đi vậy ta? Hả? Trời ơi. Tội nghiệp. Ê, không ăn nha. Không được nha, cái tuyết này dơ lắm nha. Cái này nó rơi mấy ngày rồi nha. Con ăn là dơ lắm đó, không được đâu đó. Khâu thì bỏ tay vô áo, đúng rồi. Con nói đi, tuyết. Tuyết. Nó không phải, nói lại coi. Tuyết. Đẹp ghê không cô chú? Đẹp lắm á. Quá đẹp luôn á. Trời, hồi nãy tự nhiên Ngọc ngồi lên xe rồi Ngọc quên chay chứ. Tự nhiên cái nó đứng sau lưng của Ngọc á, nó nhìn ra cái Ngọc leo lên xe rồi Ngọc mới quay lại, Ngọc mới nhớ là ủa, con chay cậu đứng dưới đất. Mà Ngọc vừa mở cửa ra tính đi lên trước thôi. Bây giờ là sẽ đi ra tiệm. Cái từ ngày mà có cửa hàng là cái điều đầu tiên, trời có tiếng nó đến như đâu không nè. Cái điều đầu tiên của Ngọc làm á là đi ra tiệm trước, đốt nhang, đốt đồ, thay nước cho thần tài thổ địa, rồi thay nước cho bàn Phật. Đó. Mắc cười lắm. Hồi nãy tự nhiên Ngọc mới nhận được một cái tin nhắn. Tại vì các bạn, khi mà Ngọc đi mua sắm ở Chicago á, có cái chị kia, cái chị kia chỉ làm store manager, là người quản lý của cái cửa hiệu mặc áo khoác Ngọc đang mặc á. Mắc cười lắm, chị nhắn. Chị nhắn tên chị Ngọc. Tại vì á hả, tên tiếng Việt của Ngọc là tên tiếng Anh của Ngọc là Nini. Chị nhắn chị Ngọc, chị nói là Nini, cửa hàng đang có sale nè, mày có muốn mua không? Cái tại vì hồi bữa là Ngọc dặn chị đó, cái này mà có sale thêm nhiều hơn nữa thì báo Ngọc. Cái tự nhiên giờ chị nhắn Ngọc nói rồi bây giờ tôi đang ở Michigan rồi, nhưng mà có thể chụp hình qua cho tôi coi được không? Nếu mà hả tôi coi mà tôi thấy ok thì ship qua cho tôi. Là cái chị hỏi size nào, cái Ngọc nói size small, là size S, size nhỏ. Cái chị kiếm mấy cái chị lấy hình đó, chị kiếm size small, chị chụp qua hình, chị chụp hình qua gửi cho Ngọc. Bây giờ là kinh doanh, là Ngọc nói thì kinh doanh là bây giờ là xiên bang luôn. Rồi cái Ngọc đưa cho chị số thẻ số đồ, cái chị tự cà thẻ là cái gửi, chị gửi qua nhà, ngộ không? Bởi vì không đi shopping mà cũng có tốn tiền nữa chứ phải. Đơn giản đâu. Hôm nay thì hôm qua ăn gà rồi, hôm nay chưa biết ăn cái món gì các bạn ơi. Chưa biết luôn, ăn riết rồi không biết ăn cái món gì luôn. Không biết sẽ phải thèm cái gì. Rồi hủ tiếu cũng ăn rồi, bánh canh cũng ăn rồi, phở cũng ăn rồi. Rồi bò cũng ăn rồi. Giờ ăn gì giờ trời? Bún bò ăn rồi. Thiệt, không biết ăn bây giờ, không biết ăn cái gì luôn. Thì mỗi ngày mà kiếm cái món ăn mà để ăn nó khó ghê hồn thiệt cơ chứ. Wow, vừa vô tiệm là Chay nhận được một cái món quà từ PJ Masks. Cô chú nào gửi cho Chay vậy ta? Oh wow, con cảm ơn cô đi. Khoanh tay lại. Biết rồi, ngồi bỏ xuống ngay chỗ này. Bỏ xuống. Rồi, con bỏ xuống, con nói con cảm ơn cô. Louder, lớn lên. Nhìn vô cái camera. Đúng rồi. Wow, trời đất ơi, mua nguyên một cái PJ Masks luôn. Ơi sướng ta.
còn có đồ trong trong đây nữa nè. Mà sao mà mở cái này ra đây nè. Wow. Nó PJ Masks rồi, cô chú này nó ghiền vào là cái gì nó cũng PJ Masks hết đó. Mẹ ơi, mẹ mở con. À, bây giờ hai mẹ con đi chợ này cô chú ơi, 6 giờ tối rồi. Mà không biết ăn gì, không muốn ăn gì đi chợ, nhưng mà cái chợ này đặc biệt nha. Chợ này là chợ chợ Nhật. Lâu quá không có đi chợ Nhật. Lên xe ngồi con. Đây là một cái chợ nhỏ thôi, nhưng mà nó bán là nói chung là ở trên cái khúc này người Nhật người ta ở nhiều, nên là chợ này bán rất là nhiều đồ Nhật ở trong này. Coi bán sushi, xô đồ gì không để. Mẹ muốn ăn kẹo. Cho thấy chờ mẹ muốn ăn kẹo nè, mấy cái này là nhập bên Nhật qua không nè, chocobay của Nhật này chơi nè. Ăn con. Ăn không? Này cô chú. Này chocobay của Nhật nè. Ôi chú muốn ăn gì? Ủa cái này gì ta? Cái này nước mắm hay gì ạ? À nước tương, cái này là mì đấy, cái này nè, sốt để ăn mì hả? Ồ, cái này có bia của Nhật luôn nè các bạn nè. Cái gì con? Ở đây cái gì nè? Best before, cái này là gì vậy? Mấy cái nước mắm, mấy cái nước xuống cái gì tùm lum nè. Khoan để làm lại, mày thấy cái chỗ này nè, có một cái góc nhỏ xíu mấy cái đồ của Nhật. Đồ gì đây? À đũa, trời. Ồ, Nhật cũng có đũa tre nữa hả ta? Ồ, cái đũa này để coi phải nhập khẩu từ Nhật qua luôn không? Ồ, cái này made in Indonesia, làm tại Indonesia. Mà sao để cái chữ của Nhật ha? Cái chợ này là Ngọc cũng có quay cho các bạn coi một hai lần rồi, nhưng mà lâu quá không trở lại. Đây là cái chỗ quầy bán đồ đông đá của nó nè. Thì nói chung là mấy cái đồ ăn này thì cũng giống của những cái chợ khác thôi, nhưng mà có những cái món này nè là đúng của Nhật nè. Nhiều hơn. Con muốn chi ăn chips hả? Ok, mà đây là quầy ăn chips. Đây là cái quầy đồ sống của họ nè mọi người. Ngọc thấy còn có một dĩ tôm này nè. Dĩ tôm này thấy nhìn cũng ngon ngon. Tôm này nhỏ nhỏ nhìn cũng ngon ngon. Để chút mua về ăn thử. Có cái này là cái gì Ngọc không biết, cái này là cái gì nè. 8 đồng mà không biết cái này là gì đó. Ăn sao trời. Monkfish liver. Ồ là cái phổi của cái con monkfish đó, là cái con gì á. Rồi đây, đây là cá này, cá gì nè. Đó. Để mua con này coi. Cái này là cái gì? Thấy tươi tươi này, nhìn giống như con ốc quá. Tới cái quầy này là đồ ăn người ta đã nấu rồi nè. Cái này là gì? Shrimp spicy nè. Sushi nè. Đang coi cái nào ngon coi. Chồng Ngọc nói bữa nay anh muốn ăn cá, nên thôi Ngọc sẽ mua cái dĩ này về cho anh. Ồ, cái này là có thịt bò nữa nè, nhưng mà cái thịt bò này có cay không anh ăn chứ không được. Nên anh mua ăn cá nên là một là cá này, hai là cá hồi. Mua cá nào ta? Mua cá hồi đi ha. Cá hồi à, ok mua cá hồi đi. Cũng mua nãy hả? Rồi ok cầm đi. Đây nè, đây là những cái bánh này, là hình như bánh này mà truyền thống của Nhật nè, phải không? Ngọc chưa bao giờ ăn nhưng mà Ngọc thấy Ngọc cũng không có hứng thú nữa. Cái bánh dẻo 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 rồi vậy đó. Quá trời luôn nè. Có nhiều sự lựa chọn đấy các bạn, cũng nhiều sự lựa chọn lắm chứ không phải ít nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ cuối cùng là Ngọc mua được những cái món này nè. Giống như cái con ốc này nó nhìn giống như với Ngọc là nó giống con ốc dồi dôi mà người ta lấy, người ta ta xẻ ra nè. Chạy đi, tại sao không mặc áo vô? Lấy áo mặc vô mày mới quay con được chứ không mấy là mày không có quay con lên cô chú đâu. Ờ à, trốn phải không? Rồi trốn rồi, thấy hai con đó. Rồi cái này á, là tôm sống nè, tôm đỏ được sống. Mà các bạn nhớ cái này hôm qua Ngọc cho các bạn xem trên video không? Trời đất ơi, Ngọc lo Ngọc ăn gà không, cuối cùng Ngọc quên luôn các bạn, Ngọc bỏ vô lại tủ lạnh. Và cái này á, là sushi. Ngọc mua được cái mâm sushi. Trong này có trứng cá, có dưa leo, có mayonnaise. Này là của chồng Ngọc nè. Đó, có cá, có đồ này kia. Đó, rồi những cái loại mà thức uống hôm nay là Ngọc bao thức uống luôn. Cái này á các bạn, Pocari Sweat này có nghĩa là khi mà mình thiếu nước á các bạn. Các bạn nếu mà học, nếu mà ai chưa biết thôi chứ còn ai biết rồi thôi, Ngọc muốn giải thích cho ai biết rồi. Nếu mà khi mà các bạn uống vô cái này á mà cái miệng của các bạn mà cảm thấy ngọt á, có nghĩa có các bạn cảm thấy cái này ngọt đó là có nghĩa bạn đang thiếu nước. Đó. Nên là Ngọc cảm thấy Ngọc đang thiếu nước nên Ngọc muốn này. Còn cái này á, là hồi bữa Ngọc muốn mua cái này là dạng mơ rồi đó, mà cái này hình như là bữa nay là dạng có trái gì này nè. Mà sao nó nắm nước màu này. Rồi đây là một cái loại nước ngọt nữa của Nhật, Ngọc muốn uống thử. Rồi đây là cái dạng trà sữa của Nhật nữa, Ngọc muốn uống thử. Cái này giống như là dạng nho, nho của Nhật luôn, toàn là. Còn cái này nè, cái này là của con nít nè. Không biết uống làm sao nữa, chút uống thử luôn. Rồi còn cái này.
Cái này là dặn chắc trà sữa chuối hay là gì đây nè, sữa đậu nành chuối hay gì đó. Đó đây nè cô chú chay, và bây giờ là chay rất là vui khi nhận được cái món quà của cô Jenny Vũ. Cảm ơn cô Jenny Vũ rất là nhiều đã mua cái này gửi cho chay nha. Chay chơi từ chiều giờ luôn đó cô, hết rồi, trong đây toàn cái hộp không á. Mà con nói nè, con nói con cảm ơn cô Jenny Vũ. Đúng rồi. Mọi người ơi, hôm nay Look at all this. Hôm nay là một bàn là toàn là đồ ăn của Nhật không. Để ăn thử coi xem như thế nào. Bây giờ mà mọi người cùng mà ăn chung với Ngọc như vậy. Chào Ngọc nha. Bây giờ thì Ngọc muốn ăn cái đồ sống trước coi sao. That's the thing, it was underneath it. Ok, bây giờ Ngọc thử ăn con tôm đi. Tôm thì rừng 2, 10 con tôm. Mời mọi người ăn tôm với Ngọc thử xem nha. Nó tan ngay trong miệng luôn á. Wow, quá ngon. Ủa sao cái màn hình nó hơi bị xéo xéo rồi ta? Not too bad. Đó, vậy đi, đẹp không? Ngon không? Yeah, it's pretty good. Tôm này ngon ghê nè. Mà nó nhỏ, ăn đỡ ngán. I love the shrimp. Dạ, cái món Ngọc thích nhất. Uni. I see it. Oh wow. Cái uni này ngon hơn cái uni ở chợ Hàn Quốc Ngọc mua nha. Chợ Hàn Quốc hình như nó bị cũ. Hello everybody, xin chào các bạn. Giúp hoài. Wow. Uni cực kỳ ngon luôn các bạn. Còn tươi. Ăn nó béo. Đối với Ngọc á, cái vị nó thì không, nó có vị béo vị ngọt vậy thôi đó, không có gì sợ á. Oh my god, this is so good. Yeah. Fresh. Fresh, nice. Hôm nay không biết làm sao mà muốn ăn đồ sống luôn. Giờ khui nước nào uống chú ta. À, khui chai này đi. Chai này thấy lạ nè. Chai này giống chắc hương vải quá. Uống thử có phải không? Có ga. Cái vị của nó không phải hương. Vị của nó không phải vải, là một cái loại bông gì á. Cái này là Sakura Cola. Want to try it? Sure. Make in Japan. Giờ Ngọc cảm giác như là Ngọc đang ở chào ở Nhật đó. Oh, it's like Pepsi. No, not like Pepsi. This is not Pepsi. I said it tastes like Pepsi. À, nó trong Ngọc nói là cái vị của nó giống như Pepsi vậy. Còn bây giờ ăn thử cái lát này là ốc nè, sống nè. Ngọc không có chấm gì đó, ăn cho nó ngọt. Giòn mặn, nguyên giòn thế hả, cũng hay. Tôi like it. Seaweed ăn vô miếng rong biển à. Yeah, it's not too bad. Bữa ăn hôm nay là ngẫu hứng mà có lý ta. Tôm ngon. Cái dĩ tôm này là 7 đô mấy à ta, 7 đô mấy, 8 đô là cỡ 160 ngàn á. Dĩ mực này 5 đồng mấy, 6 đồng nhiều quên tiêu rồi. Cái dĩ này là 14 đồng hay sao. Wow, cái con ốc này mà ai mà thích ăn, muốn ăn giòn giòn dai dai, ăn con ốc thì hợp nè. Okay, JD. Wow. Are you having fun over there, JD? With your toys? That's good. Hôm qua Ngọc thức hơi khuya, 2:00-3:00 AM. Tại vì Ngọc phải phải nói chuyện với những cái người mà làm việc chung với Ngọc á ở nước khác á, nên là Ngọc phải thức hơi khuya. Yes. So you said you went to the Japanese market? I don't even know where the Japanese market is. Novi.
Oh, Novi. Grand River. Oh, well, for by, Olive Garden we went to. Mm-hmm. Okay, ngon nè. Good. Oh. Nay sao ăn món gì cũng vừa miệng hả ta? Hay gì ta? Bự quá. Wow. That's another cat boy. Yeah? That's another cat boy. Oh, nice. He's green. Yeah, it gives another cat boy. Mmm. Cool thing, JD. Wow. Ngon quá. Ngọc rất vui mừng khi là cái công ty chỉ mới khai trương. Nói chứ cái ngày khai trương của Ngọc đó là ngày 19 tháng 12. Là Ngọc khai trương, tự Ngọc khai trương trước khi mà Ngọc quay cái video clip cho các bạn xem đó thôi. Cái Ngọc quay video clip là Ngọc chỉ là công bố thôi. Nhưng mà tới hôm nay là đã được rất là nhiều đại lý. Nói chung là ở nhiều đất nước, Nhật có nè, Đài Loan có nè, Đức có nè, Úc có nè, Malaysia có chưa ta? Rồi Canada. Đó là nhiều đất nước lắm rồi đó. Mà cảm thấy rất là vui. Ờ con, chút nữa mẹ phụ con nha. Nice, chị. Đúng rồi mẹ phụ. Yeah, that's great. You're so smart. Parade. Nó bây giờ mà nó có cái gì mà nó vui, nó nói hooray. Nó vậy em. Vậy nó vui quá. Wow, cái này tươi quá. Hồi bữa Ngọc đi qua cô Nhung á, Ngọc đã từng mua cái khay này. Lần đầu tiên Ngọc ăn cái khay này mà nó mắc tới mức độ vậy. Cái khay ở bên San Francisco nó bán á, cái cửa hàng nó bán cái khay đó là $140 một cái khay đó. Mà hả, nó cũng ngon. Nhưng mà lần đầu tiên Ngọc ăn cái khay mắc này. I feel like I'm in Japan right now. I like Japan. There's some good beef there. Ước gì đó, dịch có thể qua nhanh đó. Ngọc với chồng Ngọc sẽ muốn đi Hàn Quốc. We wanna see Korea. Yeah. Yeah, that was pretty good. Mm-hmm. Baby, finish the salmon, please. It's Would good. You like some salmon? No, thank you. I ate half of it. Eat all of it, please. You need it. Cứ xóa con chút xíu. Anh ăn có nửa cứ. Học năng nãy anh ăn hết. I thought I did a good job. Eat it all. Anh nói là anh tưởng ăn nửa cứ là được rồi chứ. Rồi rồi. It's okay, it's just fishy. Right. Well, try. This is a cat, Daddy. Ngon quá. That is a kitty cat. Daddy, can we see? Món nào That's right, Daddy. Oh, okay. It's a cat. Cái chợ này nè. Cực kỳ đông người Mỹ vô ăn, người Mỹ trắng á. Tại vì á, những cái cơ sở làm việc á, gần cái chợ đó, thì ăn trưa á, người ta sẽ ra lấy mỗi thứ sushi xì này dành ta ăn trưa. Nên cái chợ đó bán cho người Mỹ nhiều. Oh my gosh, you got so many. Mà mấy cái món đồ như vậy thôi đó, là học mua.
hết 65 đô, 65 đô la. Đồ nào cũng cục ngọc cũng cảm thấy là tươi á nha các bạn. Tươi. Chồng Ngọc á là nãy Ngọc đi mua đồ là Ngọc đi với anh Chay thôi. Anh ở nhà anh đi làm vậy Ngọc rủ anh đi không? Anh nói đâu, anh không đi. Anh ngủ. So how long was your nap? Half hour. Ngủ nửa tiếng đồng hồ tới giờ. But it was in and out. It was hard to sleep because the neighbor came home and was jink, 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 and then they have a dog up there that was like... He's taking care of a dog for like a week. Oh my gosh, the dog, like any sort of movement anywhere, you hear the dog go, really? Something like that, yeah. So it was real difficult. I mostly laid there and had my eyes closed, but I couldn't like get a real good nap. Cái chú hàng xóm mà qua trên á, ổng đang giữ một cái con chó. Chó bự lắm. Bự bằng con Cooper á. Người Ngọc thấy ổng dắt ra rắc vô, hỏi ủa ông mới nuôi chó hả? Ổng nói không, tôi giữ giùm chó này cho bạn tao ông từng để. Yeah, it was real difficult. Mà con chó nó bước dữ quá, ổng bước ầm chầm ngọc nó ngủ không được. So I didn't get the rest I would like to, because it was a really broken sleep last night, and then I had to wake up at 6:30 every day. Yeah. Waking up to JD tattletaling you. Sao vậy nè, nó nhiều chuyện lắm. Tối nè, lúc bà chồng Ngọc ngủ rồi á, Ngọc lấy một cái món đồ chơi. Bà chồng Ngọc mua cho nó. Ngọc mở ra cho nó. And then we're trying. Mm-hmm. Tap me twice. Say, okay, what's wrong, baby? You tell me what's wrong. Yên nha, mà mở cho con đừng có nói ba. Nó vui thì nó nói dạ. Mình chung nó buồn ngọt á. Ba đang nằm ngủ không? Nằm. Ba. Hồi nãy mẹ lấy đồ chơi của ba mày mở cho con chơi. Có được đời. Nó chơi nó đi nó mét ba nó vậy đó. Rồi sao mong mốt tôi dám mở đồ chơi ra cho nó chơi nữa tôi cũng biết luôn. Hỏi chơi. Sao con nhiều chuyện dữ chơi. Wow, cái chó. Yeah, you asked me to eat it all. Ăn hết được miếng cá là cũng mừng. So I ate it all. Salty. I had some soy in it. Ngon quá, bữa nay. Bữa cơm bữa nay ngon quá, mặc dù không phải là đồ Việt Nam nhưng mà không biết làm sao á, ngay cái vị của nó đúng với cái mà mình đang cần hay sao không biết sao. So we have massage this weekend. Yeah, what day and what time? Tomorrow is me, and the next day is you. Oh, Sunday is me. Ngày mai là Ngọc có một cái cuộc hẹn massage, lâu dữ lắm rồi Ngọc không có đi massage. Ngọc nói wow, cái cơ thể của Ngọc cần massage, cái đó là cái duy nhất mà Ngọc thích là Ngọc được massage đó, với lại massage người với lại massage mặt. So we're seeing the house at 5:45 and 6:15. Ngày mai 5:30 chiều ngày mai là Ngọc có một cái cuộc hẹn để đi xem nhà tiếp. Nhưng mà Ngọc nghĩ không có quay lên đâu. What time is your tự Ngọc đi thôi. Massage. I don't know, I forgot. Oh no. Ngọc cũng không nhớ rằng cái cuộc hẹn massage của Ngọc mấy giờ nữa, nhưng mà chút nữa coi lại chắc cũng trưa á. Ăn uống rồi xong này kia nọ. Maybe noon. No. Okay, we gotta call them tomorrow. Call who? The massage place and say, hey, yeah, what's our no, I have it in my phone. Oh, you have it in your phone. No. And the 29th is JD's appointment in Ann Arbor. Not the 19th? 29th. Oh. At 2 o'clock. Tại vì Ngọc còn thích cái chỗ massage lắm, chỗ massage này của Thái, đã lắm. Wow, Thái massage. The best. Yeah, I'm going to ask them for a relaxing one, not a deep tissue. I need a deep tissue. Yeah, I need just a relaxing. It's really, you know, it's not my muscles that hurt. It's like, it's my spine, you know, my discs that hurt. Cái cô mà massage cho Ngọc á, biết làm sao nha. Mà khi mà cổ đụng tới đâu á,
là Ngọc cảm thấy như cô feel được cái cơ thể của mình mà nó đang stress, nó đang mệt mỏi, nó đang căng thẳng ở chỗ đó đó. Cái vai mình là thường là mệt mỏi nhiều nhất nè các bạn. Cổ nặng á, trời ơi, Ngọc nghĩ là cổ nặng, trời ơi nó đau vô cùng luôn, mà phải nặng cho nó loose ra, cho nó mềm ra. Nhiều cái stress là nó lên tới cái vai của mình nè, ngay chỗ cái cổ này nè, cổ cứng ngắc, cổ cứng. Cái làm nó cái hồi đó Ngọc cái ưa đi lắm mà sao dạo này cái Ngọc quên là sao thôi, dạo này không ai giữ chay đồ này kia, quên là sao đâu, chứ đáng lẽ là phải đi rất là thường xuyên, một tháng là phải đi 2 lần. Thật ra 1 tiếng đồng hồ Ngọc có mua cái membership á, thì Ngọc mua 1 lần á, làm Ngọc mua 1 lần đó là Ngọc trả cho 20 lần mạch xa luôn, 10 lần với là 20 lần luôn. Tại vì mình trả kiểu đó thì cái tiền mạch xa của mình nó sẽ được giảm cỡ chừng 100-200 đô. Nên là Ngọc nói, ủa mình đi thì mình cũng đi, mình cũng xài hết thôi, thì mình mua vậy cho nó giảm. What did we open, girls? That's Bao. That's. À, cái đó là cái dây nịt của Ba Bảo đúng không? Ba Bảo. That's Ba Bảo's. Bao. Đó cái dây nịt của cái hộp màu cam cam kìa. Mẹ mới mua giùm cho Ba Bảo cái sợi dây nịt đó. Yeah, see that orange box, Jay? Mày để ngày mốt mày đóng thùng mày gửi đồ về Việt Nam cho ông ngoại bà ngoại đúng không? The orange box. Đó. Yeah, thôi đừng gỡ ra để cho Ba Bảo về Việt Nam gỡ. Yeah, that's for Ba Bảo. Để Ba Bảo tự động unbox cái hộp của Ba Bảo cho nó. Cho Ba Bảo có cái cảm giác. Mẹ cũng đâu có cần xem cái dây nịt đó làm chi đâu, mẹ biết dây nịt đó rồi. Cái này khô quá. Let's try. Chào cô chú nha. Thì video clip hôm nay là hết rồi mọi người. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này nha. Bấm like cho cái video, bấm nút đăng ký nếu như mà mọi người chưa có đăng ký cái video, đăng ký cái kênh YouTube của gia đình. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Please like and subscribe and hit that notification bell. Mẹ với ba ôm nhau. Come up here. Thôi bây giờ mẹ với ba ôm nhau. I love you, baby. I love you too, honey. What you say, Katie? Con nói gì sao? Thank you, daddy. Thank you, cô chú. Trời ơi, thank you, cô chú hả? Okay. You can ask mommy. Mommy says no. Ăn cơm xong rồi ăn. You have to eat rice. Không, bây giờ con phải ăn cái đồ sống này đi, mẹ cho con ăn. You have to try some of this nè, food. Ăn này nè. Ăn đi con. No, this is butter. Butter. Wow. Ngon không? eat some more if you like it so much. Miếng nữa thôi. xe bằng tay ra cho cô chú còn bằng tay. Xe mười ngón tay ra. Cô chú biết đó cái này why cái gì không? So brown. Nhị khoa nghề tay. Orange. Why? Wow. Why does she have orange hands, honey? She went to the shop and she was playing with the bag of the empty bag of saffron. Oh, made her turn her hands orange. Uống miếng nước vô nè. Water. No, mới thích uống nước ngọt. Rồi nó giỡn chứ ăn miếng cơm cho nó con. Mày nó giỡn cho con ăn miếng cơm. It's okay, you can have a wet shirt for a little bit. Ăn miếng cơm cho con đó, con phải tập ăn. Con biết không, mấy bạn ở bên nhờ bà Hàn Quốc rồi này kia, bên Nhật rồi này kia, mấy bạn cũng biết ăn đồ sống đó. Mấy bạn phải ăn từ nhỏ thì mấy bạn lớn rồi mấy bạn mới biết ăn đó các con. Nên là mẹ thích con là con ăn được hết luôn. Cơm nè, để lên. Thôi nhờ cắn vô miếng này nè, cắn miếng này nè, cắn miếng này nè. Thịt mì, muốn thịt mì. Muốn thịt không rồi. Nè, thịt nè. Đó. Don't poke it off. Dạ chị hai, cái này là hột mè đen. Sesame. Yeah. She say no poke it off. Nó nói, trời ơi, gạo mà có hột mè đen lên ở trên đó, nó nói không. Nó không có muốn ăn cái polka dot, có nghĩa là những cái chấm đen á.
Đây nè, cơm nè. No polka dot nè. Đây, no polka dot. Há miệng. Há miệng ra. Ôi, bây giờ nó khó ăn dữ lắm cô chú ơi. Bây giờ mà đồ châu Á, đồ châu đồ này kia nó khó ăn ghê hồn con này lắm. Mà bây giờ mà mua pizza hay là cái gì là nó ăn dữ lắm. Há miệng bự coi. Đó. Chào cô chú rồi mà cả mồm mít rồi chưa tắt cái.